sách châm ngôn trong Thánh Kinh, chương thứ nhất từ câu 1 đến câu 9, giới thiệu và trình bày mục đích của sách châm ngôn như sau. Học châm ngôn để nhận biết điều khôn ngoan và lời khuyên dạy, cùng hiểu rõ những tư tưởng cao sâu, để tiếp nhận lời dạy sáng suốt, công bằng, ngay thẳng. Sách châm ngôn giúp kẻ khờ trở nên khôn và người trẻ tuổi hiểu biết và thận trọng. Người khôn sẽ ưa nghe nên tăng kiến thức, và người thông minh sẽ chỉ đạo để hiểu châm ngôn, ngụ ngôn và những tư tưởng triết nhân cùng những lời nói sâu kín. Sự kính sợ Chúa hằng hữu là bước đầu của mọi tri thức. Còn kẻ dại thì lại khinh dễ sự khôn ngoan và giáo dục. Con ơi, phải nghe lời cha khuyên dạy, đừng bỏ khuôn phép của mẹ con, vì đó là trang sức duyên dáng ở trên đầu của con và là dây chuyền xinh đẹp nơi cổ của con.